Ô, cái ô tô thì sao nhỉ? Lạ thật đấy. Ô, cái gì trong kia? Ôi, em ơi, cái xe này hay không? Nhún. Nhún nhún nhảy nhảy ấy. Em ơi, mấy hôm nữa mua cho anh cái này được không? Vợ chồng phải nhún. Không, cho nó có cũng không mua. Đừng, nhún này hay này. Anh chính chuyên, chỉ có mình em thôi. Hay này đây. Ấy, đây đây anh, bay lắc à? Không, không, chẳng hiểu kiểu gì. Thôi nhún. Tưởng là thiếu gì tiền. Đúng rồi. Ở đây nó phải cảm giác lạ bố à. Ôi trời ơi. Ôi. Ôi. Xuống xe. Tôi bảo anh xuống xe. Có xuống xe không? Xuống xe. Xuống. Anh xuống xe cho tôi. Xuống xe. Em nhìn biết ngay đây là bổ bịch mà. Nói mua xe nữa không? Vẫn nhún cả. Thấy chưa? Vẫn nhún luôn này. Sao mua xe rồi? Ôi trời ơi. Tôi chắc chứ tôi dành dụ bao nhiêu năm nay để tôi mua xe. Thế bây giờ anh phản bội tôi. Anh đang nghe nhạc từ màn hình Navi Play mà. Đang nghe nhạc mà. Đấy em, nhún này là nhún nghe nhạc chứ có phải nhún trai gái cái được gì đâu. Vẫn phải mua xe cho anh ấy nha. Rồi, biết rồi. Sao thế vợ? Đi đâu đây? Là anh nghe nhạc ạ. À? Nghe nhạc mà. Đấy. Anh ơi, thế mà anh làm em cứ tưởng anh phản bội em. Anh mà phản bội em thì em không biết phải sống như thế nào. Không, anh không biết nổi em giờ đấy. Mà đùa thôi. Gần bóng gần gió vớ vẩn. Sao mọi người đứng đây đông thế này nhỉ? Nhờ. Thôi anh đưa em về đi, đừng đây mọi người nhìn ngại lắm. Đánh ghen. Đi về nhà không nói phải chuyện. Đánh ghen. Đi. Đấy em nhá. Vẫn phải mua xe cho anh. Rồi. Để rồi. Mình nhún như vợ chồng mình. Rồi. Ủa này, xe nó lại nhún này em này. Ôi hả? Mày cướp chồng tao à? Xe cái gì? Anh cả bà đánh nhau hả? Đánh nhau hả? Ta chỉ lên xe, nghe nhạc nhờ một tí. À, nó còn xứng nhạc. Nhún này chắc không phải nhún nghe nhạc mà là vợ chồng người ta nhún. Nó đi, mình đi đi. Nó đi. Không phải việc mình. Anh ơi sao thế? Chẳng hết đường về của con rồi. Sao mà sống lại được? Sao đây anh? Sao đây? Tôi bị mất tiền rồi. Đồng cuối cùng của tôi rồi. Mất nhiều không? Mất bao nhiêu? 100 đô. Ôi trời ơi, khổ. Tiền nào mà lại mất không biết. Thôi thôi, ở đây ai có tiền thì giúp đỡ cho anh ấy mấy đồng. Em hôm nay này không mang đi chứ mọi người xem. Tôi không cần tiền. Nhìn anh, tôi lại nhớ đến tôi ngày trước, khi mà cuộc đời này đẩy tôi vào đường cùng. Nhưng mà bây giờ tôi khác rồi. Nào, anh hãy đọc cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển cho anh một chút tiền. Ừ, được quá. Thôi, hãy đọc cho anh số tài khoản anh cho. Tôi chết. Tôi hôm nay lại không cầm điện thoại đi. Anh xem có tiền mặt không? Hỗ trợ người ta đi. Tôi có tiền mặt giúp người ta mấy đồng. Đúng rồi, đúng rồi. Bình thường ấy thì tôi hay dùng hình thức là chuyển khoản. Hiện giờ thì chỉ còn có mỗi 200.000. Không, anh ơi, thôi. Em cầm tạm. Anh cứ cầm lấy đi. À vâng. Mắt anh rất yêu ạ. Thật sự. Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ giúp đỡ anh nhiều hơn. Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã giúp đỡ tôi ạ. Cảm ơn chú ơi. Thế, không biết sao đây làm gì mà mất cả tiền này. Tâm thần đấy anh ạ. Thôi, anh tốt, nó đi. Rồi, đây, đây, đi. Thôi anh ạ, anh giúp người ta một chút như thế là tốt rồi. Thôi, đi về đi anh. Anh hãy kệ tôi. Thôi, đi về đi. Anh cứ kệ tôi. Thôi, đi về đi anh ạ. Anh cứ kệ tôi. Thank you.
23. 100 đô nó là 2 triệu 3. Trừ đi 200 vẫn dương 2 triệu 4. Thời buổi bây giờ làm gì cho nó ra. Ngọc. Ê, chào anh ạ. Hôm nay đi làm sớm thế, để đây anh dắt xe cho. Ôi trời, đồ, đồ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, anh giúp em nha. Tí nữa anh rót nước anh nhá. Vâng. Ừ, cứ vào đi, anh rót vào cho. Ô, quên chìa khóa. Anh ạ. Sao anh lại cười em thế? Làm thằng đàn ông mà cứ dẻo mỏ tán gái, sự nghiệp thì không lo, vứt. Sao anh nói em thế? Ông có thấy có thằng ngu nào mà cứ chịu làm việc cái kiểu 5 năm rồi mà lương không tăng, vẫn cứ 8 triệu. Trong khi đó giá xăng tăng, giá điện tăng, giá nước tăng, chỉ có lương ở công ty mình là bất động. Sao nó lại thế nhỉ? Hôm nay này, tôi sẽ quyết định, tôi nói chuyện thẳng với sếp luôn. Nếu mà sếp nhá không đồng ý, một là phải tăng lương cho tôi, hai là tôi nghỉ việc. Anh định nghỉ việc thật hả anh? Chứ gì nữa. Anh tìm hiểu rất là kỹ rồi nhá. Ở những cái nơi khác ý, cũng cái kiểu tần suất làm việc như thế này, lương nó phải 15, 16 triệu. Ui dồi, 15, 16 cơ anh? 15, 16 triệu mà đấy là lương cứng à. Chưa kể đến là thưởng tuần, thưởng tháng nhá. Nếu bây giờ anh em mình không chịu vùng lên, là đến đời con, đời cháu của mình chịu thiệt thòi. Chả nhẽ cứ làm giàu cho tư bản mãi hay sao? Đúng rồi. Em thấy đợt trước đấy, làm bàn giấy đấy, lương có khác gì mấy không? Vẫn chỉ là một người làm việc bằng ba để cho giám đốc mua nhà, mua xe. Đúng, chả lẽ mình cứ nai lưng ra mình đi làm để cho đứa khác nó mua nhà, mua xe ư? Anh nói thế là em thấy sao? Lời anh nói nó là chân lý. Thế bây giờ thế nào? Em nghe anh mà. Một là tăng lương. Hai là không tăng lương, nghỉ việc. Có chí tiến thủ đấy. Vâng. Sơn, anh, thế anh chưa nghỉ việc đây hả anh? Từ cái hôm em không làm việc đây nữa, gọi điện mãi cho anh chả được gì cả. À, bận quá, chả có lúc nào nghe máy cả. Thế à? À, anh ơi, thế cái việc của anh ấy xử lý thế nào rồi? Cái hôm ý em vào em trình bày với sếp xong rồi em ra, xong rồi em thấy anh vào, thế sếp tăng lương cho anh à? Không. Tôi quyết định thỏa hiệp với sếp. Thỏa hiệp? Không nghỉ việc mà sếp cũng không tăng lương. Anh chẳng bảo em ấy là có cái công ty kia nó 15, 16 triệu một tháng cơ mà. Hoang đường. Làm đếch chỉ có cái công ty nào trả lương như thế. Ngoài cái công ty mình trả lương 8 triệu cho nhân viên chỉ để trông xe mới giữ xe, chả có công ty nào như thế cả. Thế tức là anh thao túng tâm lý tôi, anh gài tôi để tôi tự nghỉ việc ư? Nhưng mà sao lại thế? Tôi với anh từng là anh em tốt cơ mà. Tốt quái. Tao không thích mày cứ loay hoay mày dắt xe cho Ngọc, mày quan tâm đến Ngọc. Thế tao nhìn tao ngứa hết cả mắt. Tôi làm trông xe thì tôi không dắt xe thì ai dắt xe? Tao dắt xe. Tao cờ rớt của Ngọc. Tao không thích mày bén mảng đến gần, mày tơ tưởng gì đến Ngọc. Được chưa? Thế ra là chỉ vì một đứa con gái mà anh đã lừa tôi. Thôi thôi đi ra đi. Công ty người ta bao nhiêu việc, cứ đứng lên lanh quanh. Thế mà bảo là anh em tốt à? Thế mà bảo bạn tốt à? Thưa
Thưa quý vị. Thôi em nói luôn đi. Thôi em nói đi. Em nói, anh đang nói em cứ nhảy nhảy mồm. Có anh nhảy mồm em. Thưa quý vị khán giả, như vậy là series tạp hóa cười của chúng mình đã đi được một chặng đường khá là dài rồi. Cảm ơn sự yêu thương, sự ủng hộ của khán giả dành cho hai anh em Thái Sơn và Cường Cá. Và sắp tới, anh em chúng mình sẽ có rất là nhiều các sản phẩm hay để gửi tới quý vị khán giả thân yêu trong toàn quốc. Hãy like và subscribe kênh của chúng mình để đón xem nhiều hơn nữa những sản phẩm của Thái Sơn và Cường Cá.